chiếc Kia Rio vừa lắp đặt đồ tại Đăng Phương Auto, bộ gập gương lên xuống kính. Với thao tác là khóa khi các bác ra khỏi xe, kính sẽ tự động lên, gương cụp vào. Rất an toàn khi mà các bác quên không lên kính khi khóa cửa. Sản phẩm được cung cấp bởi shop Đăng Phương Auto, bảo hành 2 năm. Các bác quan tâm đến sản phẩm gập gương lên xuống kính cho tất cả các dòng xe thì có thể để lại thông tin ạ. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn nhé. Xuống kính nữa. Lên kính. Hé kính. Không có. Mỗi thao tác sẽ được 1 phân rưỡi. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video clip. Các bác cần hỗ trợ tư vấn hoặc là lắp đặt thì có thể để lại thông tin. Em xin cảm ơn ạ.